Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe tổng quát nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể của mỗi người ở một thời điểm, thông qua việc đánh giá chức năng của hầu hết các cơ quan trong cơ thể, đồng thời giúp phát hiện các bệnh lý nếu có. Tuy nhiên, trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, bạn nên lưu ý những điều quan trọng dưới đây. Lợi ích của khám sức khỏe tổng quát theo khuyến cáo từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bạn cần tiến hành kiểm tra huyết áp hàng năm ở độ tuổi từ 18 trở lên để tầm soát nguy cơ tăng huyết áp. Bởi vậy, 18 sẽ là độ tuổi thích hợp để bạn bắt đầu khám sức khỏe tổng quát. Việc khám tổng quát sẽ giúp phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý về huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, viêm gan. Đối với trẻ em, điều quan trọng là tầm soát các dị tật bẩm sinh, tình trạng dinh dưỡng, khám sức khỏe tổng quát định kỳ giúp bản thân có cái nhìn chung về tình trạng sức khỏe hiện tại. Dựa vào kết quả thăm khám và xét nghiệm tổng quát, bác sĩ sẽ chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và chuẩn xác, mang lại cơ hội khỏi bệnh cao. Ngoài ra, khám bệnh tổng quát còn giúp bạn đánh giá và điều chỉnh lối sống thường ngày, nhờ đó hạn chế các rủi ro gây bệnh trong tương lai. Khám tổng quát định kỳ có ý nghĩa quan trọng với mọi giới và mọi lứa tuổi, cần được thực hiện 6 tháng một lần hoặc 1 năm một lần. gói khám sức khỏe tổng quát bao gồm những gì tùy theo từng độ tuổi giới tính gói khám sức khỏe tổng quát sẽ được thiết kế sao cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho người bệnh theo đó một gói khám tổng quát có thể bao gồm khám lâm sàng tổng quát bao gồm đánh giá biểu hiện lâm sàng của hệ tuần hoàn hô hấp tiêu hóa thận tiết niệu nội tiết cơ xương khớp hệ thần kinh tâm thần mắt tai mũi họng răng hàm mặt da liễu xét nghiệm máu nước tiểu một số xét nghiệm máu và nước tiểu thường quy có thể kể đến như công thức máu 18 thông số, nước tiểu 10 thông số, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp, siêu âm vú đối với nữ, thăm dò chức năng như điện tâm đồ, điện não đồ, đo loãng xương. Các xét nghiệm nên làm theo từng độ tuổi. Tuổi 20 đến 30 khám và làm các xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm như viêm gan A, B, C, giang mai, bệnh lậu kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân và chức năng sinh sản ở nam và nữ. Tuổi 30 đến 40, khám và làm các xét nghiệm về mỡ máu, tim mạch, gút, tiểu đường. Đối với nam giới, kiểm tra chức năng gan, phổi nếu uống rượu bia, hút thuốc lá thường xuyên. Phụ nữ cần khám phụ khoa, đo mật độ loãng xương. Tuổi từ 40 đến 60, tầm soát các bệnh về ung thư như ung thư tử cung, dạ dày, gan, phổi, ung thư vòng họng. Khám và làm các xét nghiệm về mỡ máu, tim mạch, xương khớp, hút, tiểu đường tuổi trên 60, khám và làm các xét nghiệm về mỡ máu, tim mạch, mạch máu ngoại vi, xương khớp, hút, tiểu đường, bệnh hô hấp và các bệnh ung thư. Những điều cần nhớ khi đi khám sức khỏe định kỳ Không ăn sáng, uống các chất có đường, ga hoặc chất gây nghiện như trà, cà phê để đảm bảo kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu được chính xác nếu siêu âm bụng tổng quát cần uống nhiều nước và nhịn tiểu cho tới khi siêu âm bụng xong nước tiểu trong bàng quang sẽ giúp bác sĩ quan sát được toàn bộ thành bàng quang tử cung và hai buồng trứng đối với nữ hoặc tuyến tiền liệt và túi tinh của nam nếu nội soi dạ dày cần nhịn ăn để bác sĩ quan sát tốt hơn bên trong dạ dày không khám phụ khoa nếu trong kỳ kinh nguyệt đang có thai phụ nữ có gia đình tránh quan hệ tình dục trước ngày khám nếu có khám phụ khoa phụ nữ mang thai không chụp x quang các trường hợp siêu âm phụ khoa bằng đầu dò cần tiểu hết cho bằng quang rỗng để các bác sĩ dễ quan sát tử cung và phần phụ. Vệ sinh cơ thể, tai, mũi, họng, vùng kín sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và quan sát của bác sĩ trước khi thăm khám. Tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính, bệnh sử và nhu cầu của từng cá nhân để chọn chương trình khám phù hợp. Tùy theo lứa tuổi, sức khỏe để chọn thời gian khám định kỳ 6 tháng một lần, 1 năm một lần hoặc 2 năm một lần. Trong khi khám, có thể bác sĩ nghi ngờ có bệnh gì đó cần xét nghiệm làm thêm, chẩn đoán chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin dấu hiệu rối loạn nội tiết tố nữ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.